Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 8 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Chính trường thế giới liên tục ghi nhận những diễn biến mới tại khu vực châu Á. Sau khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả vụ nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tiến vào Biển Đông, giới chức Anh Quốc có phản ứng gì? Thông tin chính thức, Phó Tổng thống Mỹ sắp đến thăm Việt Nam với việc khôi phục thỏa thuận quân sự cốt lõi, Mỹ và Philippines sẽ xoay chuyển thế trận với Trung Quốc ra sao? Theo trang Foreign Policy, vì sao nỗ lực sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc phản tác dụng? Thông tin đáng chú ý, phát hiện đường hầm đang xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Trung Quốc Trung Quốc yêu cầu Mỹ trả lời 4 nghi vấn về Covid-19 để chứng minh sự minh bạch Ở một diễn biến khác, vì sao Nga tái triển khai lính biệt kích gần biên giới Afghanistan? người dân Malaysia biểu tình đòi Thủ tướng Yassin từ chức vì xử lý dịch kém Mỹ hỗ trợ điều tra vụ tàu hàng Israel bị tấn công, nghi do Iran đứng sau Xin mời quý vị theo dõi bản tin ngay sau đây trong khi Bắc Kinh xem việc chiến hạm Anh quốc tiến vào vùng Biển Đông là hành động khiêu khích và đe dọa đáp trả, thì giới chức ở London khẳng định nước này không hề có ý định đối đầu với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Theo tờ Guardian hôm 30 tháng 7, quốc gia châu Âu chỉ muốn đưa nhóm tác chiến tàu sân bay đi theo ngả trực tiếp nhất từ Singapore đến biển Philippines nhằm tiến hành tập trận với các đồng minh và đối tác. CNN còn dẫn thông báo hôm 30 tháng 7 từ một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng nhóm tác chiến tàu sân bay nước này hoạt động ở Biển Đông một cách hợp pháp. Được biết, hàng không mẫu hạm SMS Queen Elizabeth cùng nhóm tàu chiến đã đi vào Biển Đông vào đầu tuần này và rời khỏi khu vực vào cuối ngày 31 tháng 7 theo Guardian. Cách đây 3 năm, khi tàu Albion của Hải quân Anh hoạt động ở Biển Đông, thì một chiến hạm Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách 200m, liên tục yêu cầu Hải quân Anh rời đi. Trong khi đó, máy bay Trung Quốc vẫn vũ ngay trên đầu chiến hạm Anh. Nhà Trắng hôm 30 tháng 7 chính thức thông báo, bà Kamala Harris sẽ trở thành vị Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam trong tháng 8 tới. Theo Reuters, với Singapore cũng là điểm đến trong lịch trình, chuyến công du lần này của Phó Tổng thống Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết của Washington với Đông Nam Á, khu vực mà Bắc Kinh đang gia tăng mở rộng ảnh hưởng. Ngoài ra, Nhà Trắng còn cho biết trong chuyến thăm sắp tới, bà Harris sẽ thảo luận với các giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như vấn đề biến đổi khí hậu. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 theo khuôn khổ chuyến thăm ba nước Singapore, Việt Nam và Philippines kéo dài một tuần cũng liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Đông Nam Á. Mới đây, Mỹ và Philippines bất ngờ khôi phục thỏa thuận quân sự then chốt VFA, đảm bảo sự hiện diện của lính Mỹ tại khu vực. Giới quan sát nhận định, hai nước liên minh này đang bắt tay gây sức ép lên Trung Quốc tại Biển Đông và eo biển Đài Loan. Theo ông Chen Xiang Miao, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc về Biển Đông cho rằng, các căn cứ quân sự của Philippines là mấu chốt trong chiến lược kiểm soát chuỗi hòn đảo thứ nhất của Mỹ bởi lâu nay Mỹ luôn dùng chiến lược chuỗi hòn đảo thứ nhất gồm các đảo từ Nhật Bản tới bán đảo Malay để cắt đường tiếp cận của hải quân Trung Quốc với khu vực phía tây của Thái Bình Dương. Mặt khác, nhờ VFA mà Mỹ có thể sử dụng năm căn cứ ở Philippines, nên theo ông Chen, Washington sẽ tìm cách mở rộng liên tục các căn cứ này, vốn rất trọng yếu cho khả năng hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á. Ông Chen còn nói thêm rằng, quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines bị ảnh hưởng đáng kể dưới thời ông Donald Trump và hiện Tổng thống Joe Biden đang tìm cách khắc phục. Tôi nghĩ Mỹ cũng sẽ viện trợ quân sự cho Philippines và giúp hải quân nước này nâng cao năng lực. Trong khi đó, bà Yang Siang Jun, chuyên gia về luật biển tại Đại học Phúc Châu, cho rằng khôi phục VFA là một bước tiến của Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Bà nói, nếu Bắc Kinh muốn sắp nhập Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai, Mỹ có thể can thiệp dễ dàng hơn bằng lực lượng hiện diện trong khu vực vì Philippines cách không xa Đài Loan. Được biết, thỏa thuận các lực lượng viếng thăm VFA được ký kết năm 1998, tạo khung khổ pháp lý cho hàng ngàn binh sĩ Mỹ đến Philippines tham gia các cuộc diễn tập thường niên và các hoạt động nhân đạo khác. VFA liên quan chặt chẽ đến việc thực thi hiệp ước phòng thủ chung, cho phép quân đội Mỹ can thiệp nếu Philippines bị tấn công. Trong thời gian qua, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố hủy thỏa thuận rồi lại tạm dừng ba lần chỉ trong chưa đầy một năm. Cũng tại khu vực châu Á, theo trang Foreign Policy, nhận định hôm 30 tháng 7, các mối đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh đối với Đài Loan đã phản tác dụng, không kiểm tỏa được hòn đảo mà còn giúp Đài Loan nhận được sự ủng hộ cao chưa từng có từ cộng đồng quốc tế. Theo hai cây bút Joe và Cameron Wan của trang Foreign Policy, nỗ lực của Trung Quốc nhằm sắp nhập Đài Loan đã bị vô hiệu hóa. Các lời đe dọa chỉ củng cố quyết tâm bảo vệ dân chủ của Đài Loan và vị thế quốc tế của hòn đảo. Mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đang ở mức khăng khít nhất kể từ khi Washington thiết lập ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1979. Leung và Wan viết, đề cập đến các chuyến thăm hòn đảo của giới chức Mỹ và gói cứu trợ vaccine từ đất nước cờ hòa. Taiwan News còn nhấn mạnh rằng ngoài Mỹ, một số quốc gia khác cũng đang bắt đầu dành sự ủng hộ cho Đài Loan, đặc biệt sau khi Bắc Kinh từ chối cho phép Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới ngay cả giữa đại dịch COVID-19. Kyodo News đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobukishi hôm 30 tháng 7, nhất trí tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh trước các thách thức an ninh đang ngày một nghiêm trọng hơn. Trong cuộc điện đàm trên, các bên đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, khu vực mà Trung Quốc đang mở rộng hiện diện quân sự, về vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và một loạt các chủ đề quốc phòng khác. Theo Kyodo News, hai vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong việc duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Theo hình ảnh vệ tinh mà đài NPA của Mỹ vừa thu được hôm 30 tháng 7, Trung Quốc dường như đang mở rộng khu liên hợp thử nghiệm vũ khí hạt nhân rộng lớn ở sa mạc phía tây của nước này. Từ hình ảnh đang hiển thị trên màn hình, giới phân tích cho rằng có một đường hầm và nhiều con đường mới đang được đào tại Lop Nur, địa điểm Trung Quốc từng thực hiện khoảng 45 vụ thử hạt nhân trước khi ngừng hoạt động vào năm 1996. Theo Renny Barbier, phó chủ tịch Onsuk Analysis, đây là công trình mới được xây dựng và có liên kết với khu vực đã từng hỗ trợ hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, từ chối bình luận về hình ảnh này, nhưng ông khẳng định Trung Quốc vẫn thực hiện các cam kết cấm thử nghiệm hạt nhân. Trước đó vào hôm 26 tháng 7, New York Times đã công bố các hình ảnh chụp bởi vệ tinh thương mại được cho là 110 hầm phóng silo tên lửa hạt nhân được xây dựng tại Tân Cường, Trung Quốc. Hồi cuối tháng 6, báo Washington Post của Mỹ cũng đăng tải hình ảnh khoảng 120 silo tên lửa hạt nhân tại tỉnh Cam Túc, Giáp Tân Cường. Dịch bệnh COVID-19 bùng lên đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và WHO đã có chuyến điều tra về dịch bệnh tại đây vào tháng 3 năm 2021. Hiện giờ, WHO đề xuất cuộc điều tra giai đoạn 2. Các nước G7 cũng gây áp lực để tìm hiểu về khởi nguồn đại dịch, thậm chí mật vụ Anh và Mỹ đang tiến hành những cuộc điều tra của riêng mình. Trong khi đó, quan chức y tế Trung Quốc nói cảm thấy bị sốc với yêu cầu tái điều tra của WHO từ chối lời đề nghị mà họ cho là trái với lẽ thường và không tôn trọng khoa học. Hơn nữa, Trung Quốc còn tố ngược lại Mỹ không minh bạch về nguồn gốc COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiền vào thứ Sáu ngày 30 tháng 7 đã tố cáo Mỹ chính trị hóa dịch bệnh, biến việc điều tra nguồn gốc Covid-19 thành công cụ để bắt nạt trên cơ sở không tôn trọng khoa học và công lý. Ông Triệu nhấn mạnh, bạn không thể tẩy trắng bản thân bằng cách bôi bẩn người khác. Nếu Mỹ thật sự muốn sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm như họ kêu gọi, hãy bắt đầu với bốn điều sau đây. Tiếp đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vạch ra bốn vấn đề được cho là mờ ám của Hoa Kỳ. Thứ nhất, ông Triệu kêu gọi Mỹ công bố các dữ liệu về những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Trung Quốc tố cáo đã có sự bùng phát, chuỗi lây nhiễm bệnh hô hấp ở phía Bắc bang Virginia vào tháng 7 năm 2019. Đồng thời hồi tháng 9 năm 2019, các ca mắc EVALI, tức là bệnh phổi vì hút vếp, đã tăng lên gấp đôi ở bang Maryland, tiểu bang có phòng thí nghiệm Fort Detrick. Thứ hai, ông Triệu cho rằng Mỹ nên mời WHO đến điều tra cơ sở sinh hóa Fort Detrick và 200 phòng thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu này ở nước ngoài. Fort Detrick từng đóng cửa vào năm 2019 với lý do tái thiết lập một số quy chuẩn an toàn. Bắc Kinh đã dựa vào sự kiện này để đặt nghi vấn cơ sở Fort Detrick của quân đội Mỹ làm do dỉ virus corona. Thứ ba, Trung Quốc yêu cầu Mỹ mời chuyên gia WHO đến điều tra trường đại học Bắc Carolina vì đây là nơi tiến hành nghiên cứu các loại virus corona mà Bắc Kinh cho là có quy mô rất lớn, được chính phủ Mỹ tài trợ. Cuối cùng, Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bố thông tin về những binh sĩ mắc bệnh sau khi đến tham dự Thế vận hội quân sự ở Vũ Hán vào năm 2019. Mỹ được cho là gửi 300 quân nhân đến Vũ Hán trước hoặc trong khi Covid-19 bắt đầu lây lan. Phát ngôn viên triệu lập kiên đặt nghi vấn, lẽ nào không có ai trong số 300 binh sĩ có triệu chứng giống như Covid-19? Mỹ nên trả lời rõ ràng câu hỏi này cũng như ba vấn đề khác mà Trung Quốc đặt ra, trích lời ông triệu lập kiên phát biểu trong cuộc họp báo. Ngược lại. Cách đây vài tháng, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đều cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc có nhiều điểm chưa được sáng tỏ. Ông Blinken còn nói sẽ gây áp lực quốc tế buộc Bắc Kinh phải minh bạch về dữ liệu liên quan đến chủng virus chết người. Hãng thông tấn TASS hôm 30 tháng 7 đưa tin, biệt kích thuộc quân khu miền Trung Nga đã được tái triển khai ở Uzbekistan để tham gia cuộc diễn tập quân sự giữa Nga-Uzbekistan ở biên giới với Afghanistan. Đây là động thái cho thấy sự ủng hộ của chính quyền Moscow dành cho đồng minh Trung Á nhằm đối phó nguy cơ an ninh đến từ Afghanistan. Được biết, cuộc diễn tập có sự tham gia của 1.500 lính và 200 đơn vị chiến đấu của cả hai bên. Quân khu miền Trung Nga cho hay phi đội máy bay cường kích được điều từ căn cứ Nga ở Kyrgyzstan đến khu vực tập trận. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8. Tính đến ngày 13 tháng 7, Hoa Kỳ đã rút hơn 95% quân số khỏi Afghanistan, trong khi đó, giới chức ở Kabul liên tục cảnh báo về sự nổi dậy của lực lượng phiến quân Taliban. Cũng liên quan đến vấn đề ở Afghanistan, truyền thông địa phương hôm 31 tháng 7 đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng phiến quân Taliban ở tỉnh Khos, miền đông Afghanistan. Vụ việc diễn ra khi người dân đang ăn mừng ngày lễ quốc kỳ làn sóng bạo lực tiếp tục gia tăng ở quốc gia Trung Á kể từ khi Mỹ tuyên bố rút hết binh sĩ tại Afghanistan trước ngày 31 tháng 8. Giữa lúc đó, các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa chính phủ Kabul và lực lượng Taliban tiếp tục bị đình trệ, gây quan ngại cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Theo các báo cáo mới nhất được Sputnik News trích dẫn, tính đến tháng 7, Taliban đã kiểm soát 212 trong số 426 quận của Afghanistan, với chính phủ Afghanistan phụ trách 111 quận. Reuters hôm 31 tháng 7 đưa tin hơn 100 người dân Malaysia đã xuống đường biểu tình, đòi Thủ tướng Muhyiddin Yassin phải từ chức vì cách ly kém, để dịch bùng phát dữ dội. Với lá cờ đen và biểu ngữ trên tay, người dân tuần hành ở thủ đô Kuala Lumpur dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Một người biểu tình tự xưng là Adam nói rằng, chúng tôi phản đối chính phủ vì họ kém năng lực và gây ra hàng loạt sai lầm. Đây là những gì mà chúng tôi có thể làm để thay đổi tình hình. Sự tức giận của người dân đối với chính quyền Malaysia ngày càng gia tăng trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở đất nước Đông Nam Á không ngừng giảm, bất chấp các lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội, tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được ban hành suốt nhiều tháng. Hôm 31 tháng 7, Malaysia tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày với 17.786 trường hợp, nâng tổng số ca mắc kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 1.113.272 ca. Cuba vừa nhận được các lô hàng viện trợ thực phẩm và vật tư y tế từ các đồng minh Mexico, Nga và Bolivia trong bối cảnh hòn đảo chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đợt bùng phát đại dịch dữ dội. Reuters đưa tin ngày 30 tháng 7 theo giờ địa phương, một tàu hải quân của Mexico chở 1.000 tấn đậu cũng như trang thiết bị y tế và oxy dành cho bệnh nhân COVID-19 đã cập cảng Cuba. Theo lời Bộ trưởng Thương mại Nội vụ Besty Daya trên kênh truyền hình nhà nước, hai tàu cứu trợ khác cũng đến Cuba trong cùng ngày phát biểu tại lễ tiếp đón đoàn tàu viện trợ, Bộ trưởng Thương mại Cuba Rodrigo Manmeyeca cho biết, Tôi muốn đích thân gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mexico, André Manuel López Obrador, người tiếp nối truyền thống phản đối lệnh cấm vận nhằm vào Cuba và có lòng giúp đỡ chúng tôi. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, máy bay không quân của Bolivia đã lên đường tới Cuba mang theo 20 tấn vật tư y tế và thực phẩm. Ngoài ra, Nga cũng gửi đến đảo quốc 88 tấn hàng hóa viện trợ, bao gồm thịt, bột mì, dầu thực vật và 1 triệu khẩu trang nhiều tổ chức ở Mỹ Latin và Liên minh châu Âu cũng gửi thông báo gửi viện trợ lương thực và vật tư y tế cho Cuba. Theo Worldometer, đến ngày 31 tháng 7, Cuba ghi nhận tổng cộng hơn 367.000 ca mắc COVID-19, với 2.693 ca tử vong. Hiện, quốc gia này đang phát triển 5 ứng viên vaccine ngừa COVID-19. Hải quân Mỹ ngày 31 tháng 7 cho biết đang tiến hành hỗ trợ tàu chở dầu của Israel bị tấn công ngoài khơi Oman vào đêm hôm trước. Mỹ nói thêm, con tàu dường như không phải trúng đòn của thiết bị không người lái. Cụ thể, tàu gặp nạn là chiếc Mercer Street do đơn vị vận tải Zodiac của tỷ phú Israel điều hành. Hiện tàu hàng đã được hộ tống bởi tàu sân bay USS Ronald Reagan để đảm bảo an toàn, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ phụ trách các chiến dịch quân sự ở Trung Á và Trung Đông cho biết. Bộ Tư lệnh Mỹ cho hay, các chuyên gia chất nổ Mỹ đã lên tàu để đảm bảo không có mối đe dọa nguy hiểm nào đối với các thủy thủ và chuẩn bị hỗ trợ quá trình điều tra về vụ tấn công. Các bằng chứng ban đầu cho thấy đây không phải là đòn tấn công do thiết bị không người lái thực hiện. Vụ tấn công đã khiến thuyền trưởng người Romania và một nhân viên an ninh người Anh thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Israel tố cáo Iran là thủ phạm đứng sau, nhưng phía Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Israel cho rằng vấn đề Iran không chỉ gây bất ổn ở khu vực, phá vỡ tự do hàng hải mà Tehran còn là nơi xuất khẩu các nhóm cực đoan nguy hiểm ra thế giới. Vì vậy, Israel kêu gọi dư luận quốc tế không nên im lặng trước sự việc mâu thuẫn giữa Israel và Iran có thể sẽ leo thang tới đỉnh điểm trong thời gian tới. Bấy lâu này, Israel vẫn giữ quan điểm không quan nhượng, còn Iran vẫn có tân tổng thống theo đường lối cứng rắn. Những cảnh báo trả đũa vụ tấn công tàu hàng của Israel có thể khiến tình hình khu vực chìm sâu vào bất ổn. Cháy rừng thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 6 người thiệt mạng tính đến hôm qua ngày 31 tháng 7. Trong số các nạn nhân, bao gồm hai lính cứu hỏa tham gia dập lửa ở huyện Managat theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, 98 vụ cháy rừng đã liên tiếp bùng lên suốt 4 ngày vừa qua, trong đó 88 đám cháy hiện được kiểm soát. Ngọn lửa vẫn tiếp tục xé toạc bờ biển phía nam tỉnh Adana và các địa phương lân cận, khiến du khách thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài đã phải di tản khẩn cấp từ khách sạn đến nơi trú ẩn an toàn. Dự báo thời tiết nói rằng đợt sóng nhiệt sẽ tiếp tục tấn công vùng ven biển địa trung hải của Thổ Nhĩ Kỳ, mức nhiệt cao hơn từ 4 đến 8 độ C so với trung bình hàng năm, khiến những đám cháy càng khó dập tắt cháy rừng thường xuyên bùng phát ở phía nam thổ nhĩ kỳ vào mùa hè nhưng năm nay diện tích cháy tăng lên đột biến nguyên nhân có thể vì biến đổi khí hậu tình trạng nhiệt độ nóng lên khô hạn nghiêm trọng cũng làm cháy rừng trở thành thảm họa tan khốc ở canada mỹ và một số nước châu âu trong mùa hè năm nay những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 1 tháng 8 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!